Màu tím mà là cái tính cách của cô đó, cô rất là chung thủy dịu dàng hay sao ạ? Cái lần mà ra mắt phim thì trước đó họp báo thì Khuê có nói rằng một trong những cái màu mà mình kém thích nhất đó chính là màu tím. Nhưng mà cuối cùng là làm phim, nguyên bộ phim từ đầu đến cuối, từ lúc mà mình bước chân vào gia đình cho đến những cái giây phút cuối cùng trong bộ phim thì Lan Khuê vẫn chỉ mặc một màu tím. Thì cái màu tím đó nó cũng nói lên rất là nhiều về cái nét tính cách của Tư Thì, những cái nét tính cách rất đặc trưng của những người yêu màu tím, thủy chung, rất là truyền thống. Và màu tím còn mang tới một cái thông điệp khác, đó chính là một cái gì đó nó rất là bí ẩn và có chiều sâu, và đó cũng chính là cái điều tạo nên sự hấp dẫn của nhân vật Tư Thì. Dạ, cảm ơn cô Tư Thì Tím Triệm ạ. Và cô Tư Thì thì rất là yêu sự chung thủy, yêu màu tím, nhưng mà trong cuốn phim Mẹ Chồng. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Rồi. Và xin mời tất cả mọi người chúc. Mọi người ơi, mọi người có ở đây thì mời mọi người lên nha. Hai chị có ở đây không ạ? Cho Thắng được mời mọi người lên để cảm ơn khán giả chung với ạ. Chị Bích, chị Kim ơi. Mời đại diện của Cantana, đơn vị đã hậu kỳ cho phim. Nhung lên chung với Tú ơi. Em ơi, Tú Anh Thanh, thiết kế Anh Thanh, mời em lên, cảm ơn mọi người. Có Khoa, có Sơn, mời Sơn, Sơn Dũng Quyên. Sơn ơi. Và team social có anh Bảo ở đây không ạ? Anh Bảo team social. Mọi người mình có ở dưới thì nhanh chân lên nha, để mình lâu lâu mình mới có cơ hội để được cảm đại diện cảm ơn khán giả ở đây. Dạ, cảm ơn Lý Minh Thắng, và xin mời các đơn vị vừa được đọc tên đã đồng hành cùng với ekip phim Mẹ Chồng sẽ cùng lên sân khấu. Và xin mời một lần nữa ông Võ Đỗ Minh Hoàng và ông Đỗ Xuân Tùng, danh tài giám đốc sản xuất phim Mẹ Chồng, sẽ thay mặt cho đoàn làm phim gửi tặng những bó hoa cảm ơn sự hỗ trợ góp sức của tất cả quý vị. Thay mặt đoàn làm phim cùng ban tổ chức, Hà Trinh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị tài trợ cho bộ phim Thủy Design House, Red Ruby, Châu Cầu, đơn vị phát hành